Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 16 tháng 12. World Cup 2022 đã bước vào giai đoạn tạm nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Nhưng không vì thế mà những chuyển động của bóng đá thế giới tạm ngừng lại. Rất nhiều những thông tin thú vị, những tin tức chuyển nhượng nóng hổi trong 24 giờ qua và cả thông tin về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 sẽ là những nội dung mà bạn không thể bỏ lỡ trong bản tin ngày hôm nay. Hãy cùng đến với những thông tin chính ngay sau đây. Mặc dù thị trường chuyển nhượng còn chưa chính thức mở cửa, tuy nhiên Real Madrid đã cho thấy họ là đội bóng rất nhanh tay khi sớm chốt xong một bản hợp đồng cho tương lai. Vào ngày hôm qua, câu lạc bộ Palmeiras đã chính thức công bố việc bán tài năng trẻ sáng giá Endrick cho Los Blancos. Như những thông tin đã đưa trước đó, chi phí của thương vụ này có thể lên tới 72 triệu euro, trong đó bao gồm 60 triệu euro phí chuyển nhượng và 12 triệu euro tiền thuế. Dù vậy, chân sút người Brazil sẽ chỉ có thể gia nhập sân Santiago Bernabeu vào mùa hè năm 2024, thời điểm anh đủ 18 tuổi. Bản hợp đồng mới được ký kết có thời hạn cho tới năm 2027, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 3 năm, nghĩa là tới năm 2030. Endrick là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất tại Brazil vào thời điểm này và được đánh giá là một ngôi sao tương lai. Chính vì vậy, Real Madrid đã rất nỗ lực để giành được chữ ký của cầu thủ 16 tuổi này trước sự cạnh tranh từ những ông lớn khác như Paris Saint-Germain. Không chỉ Real Madrid mà Chelsea cũng sắp có cho mình một bản hợp đồng đáng chờ đợi. Chấn thương mới đây của tiền đạo Armando Broja buộc The Blue phải tìm kiếm một tiền đạo mới. Và họ đã nhanh chóng chốt được phương án thay thế là tiền đạo trẻ David Dato Fofana từ câu lạc bộ Monte. Những cuộc đàm phán diễn ra rất nhanh giúp Chelsea đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác và đạt thỏa thuận chiêu mộ Samai người bờ biển Nga với mức giá khoảng hơn 10 triệu euro. Hiện đội bóng thành London đang đàm phán điều khoản cá nhân với cầu thủ này trước khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho một thương vụ chuyển nhượng vào tháng 1 tới. David Dato Fofana năm nay mới chỉ 20 tuổi. Anh thể hiện phong độ cao trong màu áo Monte với 21 bàn thắng và 7 kiến tạo trong năm nay. Đây được xem là một tài năng trẻ sáng giá mà Chelsea đầu tư cho tương lai. Mục tiêu tiếp theo của The Blue là tiền đạo Christopher Nkunku vào kỳ chuyển nhượng hè. Sự tỏa sáng của các tài năng trẻ tại World Cup năm nay báo hiệu những kỳ chuyển nhượng sôi động sắp tới và câu lạc bộ Liverpool đang lên kế hoạch biến mình trở thành tâm điểm của mùa hè năm sau. Theo nhà báo thân với Liverpool là David Lind, đội bóng vùng Merseyside có thể chiêu mộ cả bộ đôi Jude Bellingham và Enzo Fernandez. Việc gia cố tuyến giữa là một trong những ưu tiên hàng đầu của lữ đoàn đỏ vào lúc này. Tiền vệ Jude Bellingham được coi là ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Bên cạnh đó thì Enzo Fernandez cũng là phương án mà họ đang nghiên cứu một cách nghiêm túc. Việc chiêu mộ thành công hai trong số những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng nghe qua thì có vẻ rất khó xảy ra. Nhưng giới chủ của Liverpool là tập đoàn FSG đã vạch ra một kế hoạch chuyển nhượng rất táo bạo và họ sẵn sàng đổ số tiền lớn vào phiên chợ hè để đạt được mục đích của mình. Dự kiến bộ đôi tiền vệ trẻ tài năng này sẽ tiêu tốn không dưới 200 triệu bảng. Trong ít ngày qua, có nhiều tin đồn về việc Bayern Munich đang nhắm chiêu mộ thủ môn Dominic Livakovic sau những màn trình diễn ấn tượng của thủ thành người Croatia tại World Cup 2022, cùng với việc thủ môn Manuel Neuer vừa dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, nhà báo Fabrizio Romano đã phủ nhận tin đồn này. Thậm chí Bayern chưa từng có bất kỳ một cuộc đàm phán nào với người đại diện của Livakovic. Người hùng của đội tuyển Croatia cũng đang nhận được sự chào mời của nhiều đội bóng khác và khả năng cao anh sẽ rời khỏi Dinamo Zagreb sau World Cup. Còn với Bayern, kế hoạch thay thế Neuer là gọi trở lại thủ môn Alexander Nubel đang được cho mượn tại AS Monaco. Người đại diện của Nubel cũng xác nhận đội chủ sân Allianz Arena đang tiến hành đàm phán với phía Monaco để chấm dứt hợp đồng cho mượn. Dù trận chung kết World Cup vẫn chưa diễn ra nhưng có thể nói đội tuyển Pháp đã có một kỳ World Cup thành công bất chấp những khó khăn về lực lượng trước thềm giải đấu. Chiến tích này giúp huấn luyện viên Didier Deschamps đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Thậm chí đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc giục Liên đoàn bóng đá Pháp sớm gia hạn hợp đồng với vị trí quốc gia 54 tuổi. Trong bài phát biểu sau chiến thắng trước Maroc, ông Macron ca ngợi tập thể đội tuyển Pháp và cho biết những gì mà thầy trò Didier Deschamps làm được khiến ông cảm thấy rất tự hào. Đồng thời, ông cũng không quên khẳng định
Deschamps phải tiếp tục giữ chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Les Bleus. Trước đó thì cũng đã có những thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Pháp đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với thuyền trưởng hiện tại. Với sự thúc giục từ Tổng thống Macron, có lẽ khả năng rất cao Didier Deschamps sẽ sớm cam kết tương lai với bóng đá Pháp sau khi World Cup 2022 khép lại. Còn ở đội tuyển Đức, dù thất bại tại World Cup nhưng huấn luyện viên Hansi Flick vẫn giữ được chiếc ghế của mình. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến không ủng hộ vị chiến lược gia này. Khi được hỏi về một cái tên có thể thay thế ông Hansi Flick, tiền vệ Toni Kroos đã tiến cử người đồng đội cũ Per Mertesacker, người hiện đang giữ chức giám đốc học viện trẻ của Arsenal. Kroos cho biết, Per Mertesacker có những phẩm chất tuyệt vời. Anh ấy có tài quản lý nhưng đồng thời cũng có thể trở thành một người bạn với cầu thủ. Per là người vô cùng chuyên nghiệp và tôi nghĩ anh ấy có một sự gắn bó với các cổ động viên và anh ấy từng có thời gian khoác áo đội tuyển Đức. Dù vậy, Per Mertesacker cũng đã khẳng định anh vẫn đang cảm thấy hạnh phúc tại Arsenal và chưa nghĩ đến việc trở lại đội tuyển. Nhắc đến Arsenal ở World Cup năm nay cũng có một cầu thủ mang dòng máu pháo thủ tỏa sáng rực rỡ, đó chính là thủ môn Emiliano Martinez của đội tuyển Argentina. Anh được huấn luyện viên Arsene Wenger đưa về đội trẻ của Arsenal từ năm 2012 và đã có 8 năm gắn bó với sân Emirates. Khi được hỏi về cậu trò cũ, giáo sư Wenger cũng đã không giấu được sự tự hào khi ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất mừng cho cậu ấy, chúng tôi đều biết rằng cậu ấy là một cầu thủ rất tài năng. Cậu ấy luôn thể hiện sự quyết tâm, khát khao học hỏi và niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng. Đôi khi cậu ấy bị đem cho mượn và không được thi đấu. Nhưng điều đó không thể ngăn cản niềm tin và động lực của cậu ấy. Khi tôi chứng kiến Emi thi đấu bây giờ, sau tất cả những gì mà cậu ấy trải qua, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy hơn cả những thành tích mà cậu ấy đạt được. Làm tốt lắm Emi, chúng tôi tự hào về cậu." Ngoài Emi Martinez, chiến tích lọt vào chung kết World Cup của đội tuyển Argentina đương nhiên có đóng góp vô cùng lớn của đội trưởng Lionel Messi. Anh chính là người đã khai thông thế bế tắc trong trận bán kết khi đánh bại một Livakovic rất xuất sắc trên chấm penalty. Chia sẻ về bí quyết chiến thắng Livakovic, Messi cho biết: "Tôi đã nghiên cứu về kỹ thuật của thủ môn Croatia cùng Granimo Rulli và Emi Martinez. Chúng tôi đã trao đổi về việc cậu ta thường chờ đợi bạn tung ra cú dứt điểm rồi mới đổ người. Vì vậy phương án tốt nhất là gây bất ngờ cho cậu ta và dứt điểm quyết đoán thay vì chờ đợi. Khi bạn lưỡng lự quá nhiều thì hỏng việc ngay. Khi bước lên chấm đá phạt, tôi đã quyết định sút vào góc đó và làm đúng như vậy." Theo thông tin từ tờ Reuters, FIFA đang suy nghĩ lại về thể thức thi đấu của World Cup 2026 sau khi họ chứng kiến vòng bảng đầy những bất ngờ và hấp dẫn của kỳ World Cup tại Qatar năm nay. Kế hoạch ban đầu cho World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico đó là chia 48 đội ra làm 16 bảng với mỗi bảng 3 đội, trong đó có 2 đội đi tiếp. Tuy nhiên, FIFA lo ngại rằng thể thức này sẽ tạo ra những trận đấu kém hấp dẫn và khiến khán giả nhàm chán. Ngoài ra, các đội bóng có thể sẽ chủ động tạo ra những kịch bản có lợi cho mình. Chính vì vậy mà những nhà lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá thế giới đang đưa ra hai phương án để thay thế. Phương án thứ nhất là chia 48 đội thành 12 bảng, 4 đội, trong đó 2 đội đầu bảng cùng một số đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Phương án thứ hai là chia giải đấu ra làm hai nửa, trong đó mỗi bên sẽ có 6 bảng đấu bao gồm 4 đội. Đội giành chiến thắng ở hai nửa này sẽ gặp nhau trong trận chung kết để giành chức vô địch. Dù là phương án nào trong số những lựa chọn kể trên cũng đang gây ra những tranh cãi rất lớn. Dự kiến FIFA sẽ chính thức chốt thể thức mới cho World Cup 2026 và năm sau. Chuyển qua những thông tin trong nước, vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách cầu thủ sẽ tham dự AFF Cup 2022. Từ 29 cầu thủ góp mặt trong trận giao hữu với Philippines, danh sách đã được rút xuống còn 25 người. 4 cái tên phải chia tay đội tuyển là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thành Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với 2 cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cường. Đáng chú ý khi bản danh sách 25 cái tên này vẫn không có mặt tiền đạo Nguyễn Công Vượng, bởi cầu thủ này được cho là đang chuẩn bị cho việc sang Nhật Bản thi đấu. Tại AFF Cup năm nay, các đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Do vậy, danh sách cuối cùng đội tuyển Việt Nam bao gồm 23 cầu thủ sẽ được ban huấn luyện chốt tại cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận đấu khai màn gặp đội tuyển Lào. Đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.